quy trình nhân sự. Hiện tại, tôi đang là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty DNP Power và là giám đốc của công ty đào tạo Edutainment Việt Nam. Tôi nhận ra các CEO và quản lý các phòng ban, họ có rất là nhiều nỗi đau trong suốt quá trình họ điều hành và dẫn dắt đội ngũ của mình. Chẳng hạn như họ phải đối diện với nhiều thành viên. Ở đó, các thành viên này cực giỏi về chuyên môn nhưng không tôn trọng cấp trên, rất ương bướng và không tuân thủ các nội quy quy định của công ty. Một số khác thì phải đối diện với các xung đột từ các thành viên đối với nhóm hoặc là từ nhóm nhỏ đối với nhóm lớn. Họ luôn nói xấu nhau, họ chia bè kéo phái và gây mất đoàn kết nội bộ. Một số khác thì lại phải gặp vấn đề giao việc, nhân viên cứ ì ra, không chịu làm. Thực ra trong quá trình quản lý và điều hành, tôi cũng thấm đòn giống như họ. Tôi cũng phải gặp rất là nhiều khó khăn và thách thức. Tuy nhiên, tôi đã mần mò và tìm ra các phương pháp và các công thức để giúp cho đội nhóm của tôi trở nên vững mạnh hơn, giúp cho đội nhóm của tôi làm việc trong hạnh phúc và tạo nên hiệu quả cao cho công ty. Tôi đã đóng gói tất cả các module, tất cả các công thức, tất cả các phương pháp và tất cả sẽ gói gọn vào trong chương trình tuyệt chiêu quản lý đội nhóm. Tôi sẽ giúp cho bạn thấy được chân dung của người quản lý. Một người quản lý tồi, họ sẽ có biểu hiện như thế nào? Một người quản lý có năng lực, họ sẽ có cái thái độ, cái kỹ năng và các kiến thức gì? Với các thông tin này, bạn thể soi lại chính bản thân mình để xây dựng con người mình hoàn thiện hơn, giúp cho đội nhóm của các bạn tốt hơn. Tôi rất hào hứng được chào đón bạn đến với chương trình của tôi, vì tôi sắp tiết lộ các thông tin mà tôi chưa từng tiết lộ với ai trước đây. Và tôi chắc chắn rằng tôi sẽ giúp được bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở trong chương trình.